hàng trăm tên lửa Iran tiến vào Nga, Mỹ cảnh báo khẩn, đòn trả đũa khốc liệt mới cho cơ sắp bắt đầu. Liên tục thất bại ê chề, Ukraine tung chiêu độc, mong lật ngược thế cờ ở khu vực Kursk. Nga hủy diệt trung tâm chiến dịch đặc nhiệm Nam của Ukraine. Ukraine âm thầm phát triển sát thủ bom lượn, ôm mộng thay đổi cục diện cuộc xung đột với Nga. Mỹ thông báo hàng trăm tên lửa đạn đạo Iran đã tới Nga, theo tờ Hindustan Times, Moscow có thể sắp phát động đòn trả đũa khốc liệt mới cho Kursk, ít nhất là bốn vùng lãnh thổ Ukraine đang trong tầm ngắm. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho hay, Iran vừa chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Nga, bất chấp việc Washington và đồng minh đã cảnh báo gay gắt Tehran không cung cấp tên lửa để Moscow tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Theo tờ The Times của Anh, lô hàng mà Iran đưa tới Nga chứa hơn 200 tên lửa đạn đạo. Thông tin do tình báo Ukraine thu thập được cho thấy, đó là các tên lửa Phát-360 có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 70 dặm, 112 km. Con tàu chở số tên lửa này được cho là đã cập cảng ở biển Kaspi trong ngày 4 tháng 9. Một nguồn tin quân sự của Ukraine cho biết các tên lửa đạn đạo Iran sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với Nga, bởi chúng cho phép Moscow tăng cường khả năng tấn công các thị trấn và thành phố của Ukraine từ khoảng cách xa hơn. Đáng nói, một quan chức cấp cao của châu Âu lưu ý, Tehran dự kiến sẽ còn tiếp tục chuyển vũ khí cho Nga. Đây chưa phải là hồi kết, quan chức này nói. Trước đó, Ukraine đã phải vật lộn với việc ngăn chặn các tên lửa đạn đạo được Nga phóng đi. Kết quả phân tích của tờ Wall dựa trên dữ liệu do không quân Ukraine cung cấp cho thấy, trong vòng 6 tháng tính đến tháng 3 năm 2024, Ukraine chỉ bắn hạ được 10% tên lửa đạn đạo do Nga phóng. Tên lửa đạn đạo được đánh giá là mục tiêu đánh chặn quá nhanh và quá lớn đối với hầu hết các hệ thống phòng không hiện nay. Hiện chỉ có hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là phương thức đáng tin cậy duy nhất để Ukraine bắn hạ những tên lửa này. Tuy nhiên, số lượng các hệ thống như vậy trong tay Kiev quá ít ỏi. Tờ Hindu Stand Time Ấn Độ nhận định, với việc tiếp nhận hàng trăm tên lửa Iran, Nga có thể sắp phát động thêm một đòn trả đũa khốc liệt mới cho Kursk, tỉnh biên giới của Nga bị quân đội Ukraine tràn qua tấn công từ ngày 6 tháng 8. Trước đó vào hôm 23 tháng 8, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Tổng thống Putin đã quyết định phương thức đáp trả chiến dịch đột kích của Ukraine vào Kursk và đó sẽ là một sự trừng phạt nghiêm khắc. Trong những ngày qua, Nga đã phát động liên tiếp các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Những đợt tấn công này được nhận định là trả đũa cho Kursk. Song giới chuyên gia cho rằng Moscow sẽ chưa dừng lại tại đó. Ông Fabian Hin, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Luân Đôn cho rằng, Nga có thể triển khai tên lửa Iran để tấn công các khu vực biên giới như Kharkiv, Sumy và các vùng hậu phương của Ukraine ở Donbass hay Dnipro. Bên cạnh đó, tên lửa Iran có thể được Nga phối hợp với bom lượn và máy bay không người lái UAV nhằm mục đích áp đảo Ukraine trên chiến trường. Độ chính xác thường dễ đạt được hơn ở các khoảng cách ngắn, ông Hin nói. Đáng lưu ý, chúng còn có thể mở đường cho việc Iran tiếp tục cung cấp cho Nga các tên lửa có tầm bắn xa hơn 500 km. Những tên lửa đó có thể tấn công các mục tiêu xa hơn ở miền Tây Ukraine, ông Hin nhận định. Trong khi đó, theo trang tin tức Inforum của Ukraine, tên lửa phát 360 có trọng lượng phóng 787 kg, mang đầu đạn 150 kg, có khả năng đạt tốc độ Mach 4. Với thông số này, nó đủ sức gây ra những hậu quả khốc liệt cho Ukraine. Tờ Defensive Express Ukraine thậm chí nghi ngờ rằng tên lửa mà Nga nhận được thực chất là Fatech 110, với sức công phá khủng khiếp hơn nhiều lần khi có tầm bắn lên tới 300 km, mang đầu đạn 500 kg. Các quan chức châu Âu cho biết họ đang trao đổi với Washington để đưa ra phản ứng với Iran sau động thái chuyển giao tên lửa cho Nga. Phản ứng này có thể bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung. Công tác chuẩn bị cho các biện pháp trừng phạt này thực chất đã được tiến hành từ vài tháng nay sau khi xuất hiện thông tin nghi ngờ Tehran chuyển tên lửa cho Nga. Châu Âu có thể sẽ cấm hãng hàng không quốc gia Iran tổ chức chuyến bay tới các sân bay châu Âu. Họ cũng có thể nhắm mục tiêu vào một loạt doanh nghiệp và cá nhân Iran có liên quan tới việc chuyển giao tên lửa, ví dụ như công ty vận tải. Tờ The Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Ukraine tuyên bố, nếu thường dân Ukraine thiệt mạng vì những tên lửa này, Iran sẽ phải trả giá gấp đôi, phản ứng sẽ rất thảm khốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với thông tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho quan hệ Ukraine-Iran. Trong ngày 7 tháng 9, Bộ Ngoại giao Ukraine tiếp tục kêu gọi Iran kiềm chế, chuyển giao bất cứ vũ khí hay thiết bị quân sự nào cho Nga, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng sức ép lên Moscow và Tehran để bảo vệ hòa bình cũng như an ninh quốc tế. Về phản ứng của Iran, ông Arestani, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Tehran, đã lên tiếng xác nhận việc chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Tuyên bố xác nhận được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc phủ nhận thông tin ban đầu do truyền thông phương Tây đưa ra. Chúng tôi cần trao đổi để đáp ứng nhu cầu của mình, trong đó có nhu cầu nhập khẩu đậu nành và lúa mì một phần trong thỏa thuận trao đổi với Nga sẽ bao gồm việc chuyển giao tên lửa, một phần khác liên quan tới việc cung cấp máy bay không người lái quân sự. Ông Adestani nói, khi được hỏi liệu Iran có lo ngại quyết định gửi tên lửa đạn đạo tới Nga sẽ dẫn tới các lệnh trừng phạt tiếp theo hoặc kích hoạt cơ chế tự động tái áp đặt các biện pháp trừng phạt trước đây đối với Tehran hay không. Ông Adestani nói, châu Âu đã bán vũ khí cho Ukraine, NATO cũng tiến vào Ukraine, Vậy thì tại sao chúng tôi không thể ủng hộ đồng minh của mình bằng cách gửi tên lửa và UAV cho Nga? Moscow hiện chưa đưa ra bình luận nào liên quan. Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal, Nga đã bộc lộ rõ rằng mong muốn có được tên lửa Iran vào tháng 12 năm ngoái, khi một phái đoàn Nga tới khu vực huấn luyện ở Iran để tham quan tên lửa đạn đạo và các thiết bị liên quan. Sự kiện này diễn ra chỉ 3 tháng sau khi tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó, có chuyến thăm tới trụ sở của lực lượng hàng không vũ trụ vệ binh cách mạng Hồi giáo tại Iran. Trong chuyến thăm, ông Shoigu đã thị sát năng lực hoạt động của tên lửa tầm ngắn Ababin hay Ababen và một số hệ thống tên lửa khác của Iran. Ông cũng có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Mohammad Bagheri, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, và nhấn mạnh rằng quan hệ Nga-Iran đang đạt đến một tầm cao mới. Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga với mục đích chính là có thể gây sức ép buộc đối phương đàm phán hòa bình cũng như chuyển hướng các lực lượng của Moscow khỏi miền Đông. Nhưng thực tế đã không diễn ra như họ kỳ vọng. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 11.220 quân nhân, 87 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 624 xe chiến đấu bọc thép. 361 xe quân sự, 84 khẩu pháo, 8 hệ thống tên lửa phòng không, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, 21 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 đơn vị thiết bị kỹ thuật ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời thông tin thêm rằng hoạt động phá hủy các đội hình của Ukraine vẫn đang tiếp tục. Nhóm tác chiến phương Bắc đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của địch trong ngày gần Malaja, Lonia, Chekaskaja, Nolopeka, Marieka và Snagot trong ngày 8 tháng 9. Trong khi đó, Ukraine đang liên tục triển khai các máy bay không người lái UAV nhằm phá hủy những cây cầu phao Nga bắc qua sông Sem ở Kursk. Động thái này nhằm cô lập 800 km vuông của vùng Kursk ở phía tây nam sông Sem, ngăn Nga tiếp tế cho khu vực ở phía bên kia con sông. Bắc cầu qua sông được coi là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong các hoạt động quân sự. Việc xây dựng một cây cầu đủ vững chắc để hỗ trợ các phương tiện quân sự, bao gồm xe tải và xe bọc thép, đòi hỏi các đơn vị công binh đặc chủng sau khi được xây dựng, cây cầu trở thành mục tiêu tấn công và nếu không có sự phối hợp thích hợp, các phương tiện băng qua cây cầu sẽ dễ dàng bị tập kích. Các đơn vị quân đội Nga được đào tạo chuyên sâu có thể dựng cầu phao tạm thời chỉ trong vòng vài giờ và phối hợp với các lực lượng thực hiện vượt sâu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế thì sự xuất hiện của UAV đang khiến Nga gặp khó khăn trong việc xây cầu phao. Với sự trợ giúp từ các UAV, Ukraine có thể sở hữu một số năng lực mới mà hỏa lực truyền thống không có. Hơn nữa, lực lượng Ukraine không cần phải ở gần cây cầu, giúp giảm nguy cơ bị hỏa lực của Nga tấn công. Các biện pháp phòng thủ truyền thống như màn khói không còn hiệu quả trước các cuộc tấn công của Ukraine. Khi máy bay không người lái được trang bị cảm biến tiên tiến, có thể phát hiện mục tiêu nhờ cảm biến nhiệt độ hoặc theo dõi tín hiệu vô tuyến của xe quân sự để xác định vị trí chính xác bằng cảm biến tần số vô tuyến. Giới chuyên gia phương Tây nhận định, việc Ukraine quyết tâm cô lập khu vực bên trái sông Sem cho thấy họ có thể sắp mở cuộc tấn công trên bộ vào chính khu vực này. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, quân Nga đã tấn công triệt hạ điểm triển khai tạm thời của Trung tâm Chiến dịch Đặc biệt Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, phá tan xưởng sản xuất, lắp ráp và trang bị máy bay không người lái của đối phương, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Các lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân Nga trong vòng 24 giờ đã tấn công tiêu diệt điểm triển khai tạm thời của Trung tâm tác chiến đặc nhiệm Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, xóa sổ xưởng sản xuất, lắp ráp và trang bị máy bay không người lái, nơi tập trung binh lực và khí tài quân sự của đối phương ở 127 quận huyện. Thông cáo chiến sự nêu rõ. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 4 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 23 máy bay không người lái. Tổng cộng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 642 máy bay, 283 máy bay trực thăng, 31.121 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 17.961 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 1.447 xe chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 14.295 pháo giã chiến và súng cúi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cũng theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 625 quân nhân, một xe chiến đấu bọc thép Kojak, 8 ô tô, một bệ phóng cho tổ hợp tên lửa phòng không Shela-10, hai pháo phản lực FH-70 155mm do Anh sản xuất, một khẩu pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo D-20 152mm, hai pháo phản lực D-30 122mm, một liệu pháo L119 105mm do Anh sản xuất, một trạm tác chiến điện tử. Cùng trong thời gian này, quân Nga còn phá tan 6 kho đạn dược giã chiến của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Ukraine được cho là đang tự giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào các đồng minh và thay đổi về năng lực quân sự quan trọng. Mỗi ngày, máy bay chiến đấu của Nga ném tới 100 quả bom lượn KAB trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong khi đó, Ukraine cũng đang chuẩn bị phản công bằng bom lượn của riêng mình. Một đoạn video gần đây do phi hành đoàn vận hành máy bay chiến đấu Sukhoi-27 thuộc không quân Ukraine quay lại cho thấy máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Kiev mang theo một nguyên mẫu bom lượn dưới cánh. Không chỉ ném bom lượn JDM-R do Mỹ sản xuất và bom lượn Hammer do Pháp sản xuất, rõ ràng Ukraine còn có ý định trang bị cho máy bay phản lực bom tự sản xuất. Vào hồi tháng 6, chuẩn tứ không quân Ukraine Hulobosov từng hé lộ rằng lực lượng này đang phát triển một thiết bị bom lượn và dẫn đường mới để biến bom không dẫn đường của Liên Xô thành vũ khí chính xác. Do đó, chuyến bay thử nghiệm trên Su-24 được nhận định là một bước quan trọng trong quá trình phát triển vũ khí mới. Nếu Ukraine có thể tự sản xuất loại bom mới, họ có thể bắt kịp chiến dịch ném bom lượn của Nga. Loại bom mới này sẽ gia nhập danh mục đạn dược sản xuất tại Ukraine, bao gồm tên lửa hành trình Neptune, máy bay không người lái tên lửa panicia mới và một loạt máy bay không người lái tấn công một chiều. Sản xuất tại địa phương cũng là một cách để Ukraine lách luật hạn chế của các đồng minh về cách thức và địa điểm lực lượng Ukraine có thể sử dụng đạn dược do nước ngoài sản xuất. Trong tuần qua, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã được đánh dấu bằng các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn dọc theo tiền tuyến ở phía đông Ukraine, với việc quân đội Nga tuyên bố giành được những bước tiến mới ở Donetsk, cũng như ổn định tình hình ở tỉnh Kursk, nơi chiến dịch xâm nhập của Ukraine phần lớn đã bị đình trệ. Giao tranh ở Donbass dữ dội, lực lượng Nga chiếm thêm các vùng lãnh thổ. Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến lãnh thổ mới ở Donetsk, tiếp tục tiến về phía tây bắc thị trấn Ocharetin, nơi từng là một thành trì lớn của quân đội Ukraine. Thị trấn này từng là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Kiev và là điểm tập kết chính trong nỗ lực không thành công nhằm ngăn chặn lực lượng của Nga trong khi pháo đài Adika thất thủ vào đầu năm nay. Trong tuần, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía Tây và Tây Nam thị trấn Ocharetin, giành thêm nhiều ngôi làng trong khu vực, cụ thể là Tichy, Skunoi, Kaloka, Javetnoi và Juraka cuộc giao tranh hiện tại vẫn tiếp diễn ở thị trấn ukraine và seridovo trong khi ngôi làng gali sinoka được cho là đã bị quân đội nga chiếm giữ lực lượng của moscow dường như đang mở rộng vùng kiểm soát của mình để củng cố các bên sườn trong khi tiến về phía thành phố poros khu định cư lớn cuối cùng do ukraine kiểm soát trong khu vực đây cũng là trung tâm hậu cần tiếp viện quan trọng của lực lượng kiev cho chiến tuyến ở donetsk những bước tiến mới của Nga cũng được báo cáo gần nơi gọi là Dremeka Legi, một chuỗi các ngôi làng ở phía tây vùng Donetsk, nơi đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong cuộc phản công thảm khốc của Ukraine vào năm ngoái. Vào hôm 4 tháng 9, quân đội Nga tuyên bố giành được Prechistoka, một ngôi làng nằm giữa Dremeka Legi và thị trấn Uleda do Ukraine kiểm soát. Thị trấn khai thác mỏ này nằm trên đỉnh đồi đã được Kiev biến thành một pháo đài lớn. Quân đội Nga cũng báo cáo những lợi ích mới ở thị trấn Torres, giành quyền kiểm soát làng Pininoi nằm ở ngay phía đông thành phố Donetsk. Quân đội Nga được cho là đã tiến vào Torres vào cuối tháng 8 và giao tranh vẫn tiếp diễn bên trong thị trấn. Trong khi đó, phía Ukraine lại báo cáo rằng trong tuần qua các lực lượng Nga đã chiếm được ít lãnh thổ hơn đáng kể theo hướng Poros so với các giai đoạn trước đó. Trích dẫn dữ liệu từ các nhà phân tích quốc phòng, hãng tin độc lập Agesvo của Nga nói rằng họ ủng hộ tuyên bố gần đây của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky rằng cuộc tấn công của Moscow gần thị trấn quan trọng này đang mất dần sức mạnh. Theo trang web giám sát Deep State của Ukraine do cộng đồng đóng góp đưa tin rằng, trong tuần qua, lực lượng Nga chỉ chiếm được 10 km vuông gần Poros. Đây là một sự giảm sút mạnh so với con số 73 km vuông được cho là Nga đã chiếm được từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga dường như đã mất đi động lực, khi tiền tuyến vẫn hầu như không thay đổi trong khu vực, không bên nào đạt được bất kỳ thành quả lãnh thổ đáng kể nào, và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận các ngôi làng Boki, Malaysia, Lonia, Kazania, Lonia, Korenevo và các địa điểm khác. Quân đội Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công trong tuần, cũng như tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào lực lượng dự bị Ukraine đang tập trung tại tỉnh Sumy, nằm giáp Nga. Lực lượng Ukraine cũng đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh trên lãnh thổ Nga. Vào hôm 6 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc phá hủy một khẩu pháo tự hành Kesa do Pháp sản xuất tại làng Nikolajevo, Darino do Ukraine kiểm soát nằm gần biên giới phía Nga hiện thấy khẩu pháo 155mm của NATO và một xe hộ tống đang di chuyển với tốc độ cao qua ngôi làng trước khi tiến vào một khu rừng rậm. Cảnh quay do quân đội Nga chia sẻ cho thấy địa điểm này đã bị pháo binh Nga nhắm tới, với một vụ hỏa hoạn lớn được ghi nhận sau cuộc tấn công. Theo ước tính của Moscow, quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công Kursk vào đầu tháng 8 phía Nga đưa ra những con số chưa được kiểm chứng là Ukraine chịu 10.400 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, thiệt hại 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân và gần 600 xe bọc thép khác. Lực lượng Ukraine cũng đã mất 7 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 5 hệ thống MLRS M270. Tuần qua được đánh dấu bằng nhiều cuộc tấn công có độ chính xác cao của Nga vào các cơ sở quân sự ở phía sau chiến tuyến của Ukraine. Vào hôm 3 tháng 9, quân đội Nga nhắm vào một trung tâm huấn luyện của Ukraine tại thành phố Poltava. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ sở này được sử dụng để đào tạo các chuyên gia tác chiến điện tử và người điều khiển thiết bị bay không người lái của Ukraine. Chính phủ Ukraine cáo buộc vụ tấn công của Nga vào Poltava làm 55 người thiệt mạng, 328 người khác bị thương. Các loại vũ khí của Nga, có khả năng là tên lửa đạn đạo, được bắn ra từ hệ thống Iskander-M đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tòa nhà cuộc không kích Poltava đã trở thành một trong những sự kiện gây thương vong hàng loạt lớn nhất mà quân đội Ukraine phải gánh chịu trong suốt toàn bộ cuộc xung đột. Một cuộc không kích hàng loạt khác đã được báo cáo vào ngày 4 tháng 9, khi quân đội Nga phát hiện ra một địa điểm tập kết của Ukraine gần làng Bedrik, tỉnh Sumy. Một nhóm lớn quân nhân Ukraine cũng như nhiều xe tải, xe bọc thép đã bị tên lửa đạn đạo iskander mang theo đầu đạn nổ mạnh tấn công Cuộc không kích đã phá hủy và làm hư hại nhiều phương tiện với hàng chục binh sĩ Ukraine dường như đã thiệt mạng. Quân đội Nga đã tiếp tục nỗ lực truy tìm và phá hủy các hệ thống pháo binh tầm xa của Ukraine, bao gồm M142 HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS. Các bể phóng tên lửa đa nòng đã được Kiev tích cực sử dụng để hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng xâm nhập ở tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một chiếc M270 và một chiếc M142 bị phá hủy trong tuần này gần làng Grapostina. Các bệ phóng đã bị phát hiện tại một vị trí bắn được che giấu trong rừng. Các video khác được lan truyền trực tuyến cho thấy cảnh phá hủy một chiếc M270 gần làng biên giới Saki. Hệ thống này được phát hiện khi đang di chuyển dọc theo một con đường đất đến nơi ẩn náu trong rừng. Khi đến nơi, nó đã bị một tên lửa đạn đạo có đầu đạn nổ trên không bắn trúng. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tìm thấy và phá hủy một chiếc M270 khác gần làng Runeka. Hệ thống này đã bị một tên lửa đạn đạo bắn trúng với nhiều vụ nổ thứ cấp và một đám cháy lớn được quan sát thấy tại hiện trường. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, quân Nga đã tấn công triệt hạ điểm triển khai tạm thời của Trung tâm Chiến dịch Đặc biệt Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, phá tan xưởng sản xuất, lắp ráp và trang bị máy bay không người lái của đối phương, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân Nga trong vòng 24 giờ đã tấn công tiêu diệt điểm triển khai tạm thời của Trung tâm tác chiến đặc nhiệm Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, xóa sổ xưởng sản xuất, lắp ráp và trang bị máy bay không người lái, nơi tập trung binh lực và khí tài quân sự của đối phương ở 127 quận huyện. Thông cáo chiến sự nêu rõ, Ngoài ra hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 4 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 23 máy bay không người lái. Tổng cộng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 642 máy bay, 283 máy bay trực thăng, 31.121 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 17.961 xe tăng và các loại xe bọc thép khác. 1.447 xe chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 14.295 pháo giã chiến và súng cối, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cũng theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 625 quân nhân, một xe chiến đấu bọc thép Kojak, 8 ô tô, một bệ phóng cho tổ hợp tên lửa phòng không Shela-10, hai pháo phản lực FH-70 155mm do Anh sản xuất, một khẩu pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo D20 152mm, hai pháo phản lực D30 122mm, một liệu pháo L119 105mm do Anh sản xuất, một trạm tác chiến điện tử. Cùng trong thời gian này, quân Nga còn phá tan 6 kho đạn dược giã chiến của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Ukraine được cho là đang tự giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào các đồng minh và thay đổi về năng lực quân sự quan trọng. Mỗi ngày, máy bay chiến đấu của Nga ném tới 100 quả bom lượn KAB trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong khi đó, Ukraine cũng đang chuẩn bị phản công bằng bom lượn của riêng mình. Một đoạn video gần đây do phi hành đoàn vận hành máy bay chiến đấu Sukhoi-27 thuộc không quân Ukraine quay lại cho thấy, máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Kiev mang theo một nguyên mẫu bom lượn dưới cánh. Không chỉ ném bom lượn JDM-R do Mỹ sản xuất và bom lượn Hammer do Pháp sản xuất, Rõ ràng Ukraine còn có ý định trang bị cho máy bay phản lực bom tự sản xuất. Vào hồi tháng 6, chuẩn tứ không quân Ukraine Hulobosov từng hé lộ rằng lực lượng này đang phát triển một thiết bị bom lượn và dẫn đường mới để biến bom không dẫn đường của Liên Xô thành vũ khí chính xác. Do đó, chuyến bay thử nghiệm trên Su-24 được nhận định là một bước quan trọng trong quá trình phát triển vũ khí mới. Nếu Ukraine có thể tự sản xuất loại bom mới, họ có thể bắt kịp chiến dịch ném bom lượn của Nga. Loại bom mới này sẽ gia nhập danh mục đạn dược sản xuất tại Ukraine, bao gồm tên lửa hành trình Neptune, máy bay không người lái tên lửa Panesia mới và một loạt máy bay không người lái tấn công một chiều. Sản xuất tại địa phương cũng là một cách để Ukraine lách luật hạn chế của các đồng minh về cách thức và địa điểm lực lượng Ukraine có thể sử dụng đạn dược do nước ngoài sản xuất. Chỉ huy đơn vị tình báo của lực lượng vũ trang Ukraine Denis Jaroslavsky cho biết, Ukraine mất quyền kiểm soát Poros sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn mặt trận. Ông Denis Jaroslavsky cảnh báo, nếu chúng ta thua thì toàn bộ chuỗi hậu cần, toàn bộ tiền tuyến sẽ tụt lại phía sau và kẻ thù sẽ có thể tiến đến các thành phố còn lại của Donetsk. Theo người chỉ huy này, chính vì ưu tiên hướng đi này mà quân Nga đã gia tăng áp lực lên lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Poros, trong khi quân đội Ukraine không còn khả năng chống cự. Ông Denis Jaroslavsky phàn nàn, Chúng tôi không thể làm điều này nhiều nhất có thể vì nhiều lữ đoàn được triển khai theo hướng Kurs. Ông Zelos Lasky nói thêm rằng việc mất Poros sẽ là một đòn giáng mạnh hơn nhiều đối với lực lượng vũ trang Ukraine so với sự thất thủ của Bamut, Soleda và ADK. Poros là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc Donetsk. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61.000 người có một trung tâm giao thông lớn ở đó, các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua nó nối Donetsk với vùng Donetsk của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Poros, còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc Donetsk là Kramatorsk và Slavyan. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng tình hình ở mặt trận Poros đã được cải thiện trong những ngày gần đây, mặc dù ông từ chối bình luận chi tiết cho đến khi tình hình ổn định. Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo từ chương trình phát thanh chung 24 trên 7 của quốc gia Ukraine tại Ý, ông Zelensky nói, Đầu tiên, tình hình ở đó không hề dễ dàng. Tôi biết ơn những người lính của chúng tôi. Tình hình đã tốt hơn trong 3 đến 4 ngày trước khi tôi đến Ý. Chúng tôi đã thảo luận tất cả những chi tiết này 3 lần một ngày với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky. Tôi không muốn đưa ra bất kỳ bình luận sớm nào, nếu có thể hãy kiên nhẫn khi mọi thứ hoàn toàn ổn định ở đó. Nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ nói về điều đó. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng nền kinh tế của Washington cần tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, do đó viện trợ quân sự của nước này sẽ tiếp tục cho đến khi Kiev có thể giành chiến thắng. Người Ukraine đang ngồi trên một nguồn khoáng sản trị giá hàng nghìn tỷ USD và chúng có lợi cho nền kinh tế Mỹ tôi cho rằng nước Mỹ nên tiếp tục giúp đỡ Kiev cho đến khi họ giành được chiến thắng. Ông Graham nhấn mạnh, ông Graham cũng ca ngợi những nỗ lực và quyết tâm của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông cho rằng nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột này, số tài nguyên đó sẽ được chia cho Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Graham từ lâu đã cởi mở về mục tiêu thực sự của Washington trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Trước đó, ông này cũng mô tả những thiệt hại của Nga ở Ukraine là khoản đầu tư tốt nhất mà Mỹ từng thực hiện. Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi lực lượng Kiev mạo hiểm đột phá vào khu vực Kursk của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin cùng bộ tham mưu của ông kiên quyết không huy động chủ lực, nhưng vẫn có cách khiến cho quân đội Ukraine ở vùng này rơi vào bế tắc. Hai tuần sau khi đối phương xâm nhập vùng Kursk, ông Putin không tới Bộ Chỉ huy Quân khu Trung tâm Nga hay Bộ Chỉ huy Quân khu phía Nam mà ông tới Kroni, thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Trong cuộc gặp với người đứng đầu Điện Kremlin, lãnh đạo Chechnya Kadyrov tuyên bố mình vẫn còn hàng chục nghìn lính dự bị được huấn luyện bài bản có trang bị tốt. Tổng thống Putin đã gặp đông đảo tướng lĩnh chỉ huy Chechnya tại trung tâm huấn luyện và nói với họ rằng Moscow sẽ không rút lực lượng ở chiến trường miền đông Ukraine để tiếp viện cho Kurs. Lực lượng tiếp viện có thể được điều động từ Chechnya, nơi cũng có hàng chục nghìn lính dự bị. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cũng đưa ra thông tin rằng viện trợ quân sự của Mỹ khó có thể giúp cho Kiev bù đắp lợi thế về hỏa lực pháo binh khổng lồ của đối phương. Từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, Nga tiêu thụ 400.000 đạn pháo trên mặt trận Donbass, tức trung bình 44.500 phát mỗi ngày. Ông Douglas Bush, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về mua sắm hậu cần công nghệ tuyên bố rằng nước này có thể tăng sản lượng đạn pháo lên tới 70.000 viên đạn mỗi tháng vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, Mỹ chỉ có thể cung cấp một phần ba số đạn pháo đó cho Ukraine, còn lại phải bù đắp cho sự thiếu hụt trong kho của Mỹ và viện trợ cho các đồng minh thân cận, nhất là Israel. Nói cách khác, đến cuối năm nay, Washington sẽ hỗ trợ Kiev tối đa hơn 20.000 viên đạn pháo mỗi tháng. Tuy nhiên, đối phương đã bắn 44.500 quả đạn pháo mỗi ngày, chứng tỏ Nga có lợi thế rất lớn về pháo binh. Sự khác biệt về số lượng pháo này có thể chênh lệch tới 60 lần. Ngay cả khi tính thêm đạn pháo do các nước phương Tây khác hỗ trợ cho Kiev, thì Nga vẫn hoàn toàn áp đảo. Binh sĩ Ukraine dù có chiến đấu với lòng dũng cảm vô song đi chăng nữa, nhưng không có hỏa lực yểm trợ, họ sẽ tiếp tục phải rút lui đều đặn. Đây là một thực tế không thể thay đổi. Khi đó, Moscow sẽ biết một điều rằng AFU ở khu vực Donbass không thể cầm cự được lâu nữa. Giờ đây, Nga tỏ ra kiên trì, kiên quyết không rút lực lượng chiến đấu ở Donbass mà tiếp tục gây áp lực lên đối phương trên mặt trận chính. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ tuyên bố, mặc dù Kiev vẫn có khả năng tiếp tục phòng thủ, nhưng họ sẽ không có khả năng tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn trong ít nhất 6 tháng tiếp theo. Nói cách khác, trên chiến trường Kursk, AFU nhiều nhất chỉ có thể kiểm soát được một khu vực, không thể tiến sâu, đe dọa thủ phủ Kursk do họ không có nhiều quân số cũng như đạn pháo, trong khi thiếu ưu thế trên không, Việc lực lượng Kiev phải rút số đạn pháo còn sót lại khỏi Donbass chỉ có thể đẩy nhanh sự sụp đổ của mặt trận quan trọng này mà thôi. Bây giờ Tổng thống Putin đang điều động binh lực từ Chechnya tới tăng cường cho mặt trận Kursk, do vậy Afu không còn khả năng tiến xa hơn để chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân và trung tâm hành chính tỉnh Kursk. Các quan chức hàng đầu của nga tự tin cho rằng đối phương tiếp tục xa lầy ở Kursk, biến nơi này thành hố đen hút lực lượng Kiev vào đây ông Lưu Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Quốc tế Trung Quốc và Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nga của Đại học Sư Phạm Hoa Đông nhận định, quân đội Ukraine không dám tiến xa nếu không sẽ dễ dàng trở thành con rùa trong bình. Tại Kursk, AFU không thể tiến thêm, một số phương tiện truyền thông cho rằng họ đã chiến đấu quá chậm, bỏ lỡ cơ hội do Chúa ban tặng giữa lúc Nga đang bất ngờ lúng túng để chiếm thủ phủ tỉnh Kursk. Quân đội Ukraine thua kém ưu thế trên bầu trời, không dám rời khỏi khu vực yểm trợ tên lửa phòng không hơn một vạn binh sĩ Ukraine không đủ khả năng đánh chiếm một khu vực rộng lớn với dân số hàng trăm nghìn người. Họ không có đạn pháo để chiến đấu trong trận chiến có tính chất quyết định chiến lược. Thực tế cho thấy hàng chục nghìn lính của nhóm phía Bắc Nga đã chiến đấu trong nhiều tháng, nhưng vẫn chưa chiếm được thành phố nhỏ Vuchans ở phía Bắc Kharkov với dân số 18.000 người. Vậy chỉ có 10.000 tay súng, liệu Kiev có thể chiếm được thành phố thủ phủ lớn với dân số 100.000 người của Nga khi đối phương có đủ các lợi thế hay không? Lực lượng mặt đất Nga hiện không đủ sức để xuyên thủng phòng tuyến 40-50 km ở khu vực Kursk, Ukraine, nhưng họ sử dụng vũ khí dẫn đường tầm xa tấn công và chặn đường rút lui của hơn một vạn binh sĩ Ukraine. Quân đội Nga đã triển khai hai lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander-M số 26 và 488 ở phía tây bắc và đông bắc Kursk. Mỗi lữ đoàn tên lửa gồm 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn được trang bị 4 xe phóng tên lửa. Mỗi bệ phóng có thể phóng hai loại tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 hoặc hai tên lửa hành trình tấn công mặt đất 9M728. Với các loại UAV trinh sát 24 trên 24 và vệ tinh gửi hình ảnh chiến trường về sở chỉ huy theo thời gian thực, Nga có thể mắt nhắm mắt mở cho một số ít quân hay một số ít xe tải tiếp tế hoặc xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương đi qua Tuy nhiên, một khi phát hiện các mục tiêu có giá trị cao của Kiev như hệ thống tên lửa phòng không, kho hậu cần, radar cỡ lớn và khu vực tập trung đông hay các bãi xe tăng, xe bọc thép, họ sẽ phóng tên lửa đạn đạo iskander m từ hai hướng để tấn công theo thời gian thực với độ chính xác gần như tuyệt đối và sức xuyên phá rất cao. Bệ phóng tên lửa có thể di chuyển qua những trận địa phức tạp, vào chiếm lĩnh trận địa và chỉ mất 4 phút để hoàn thành việc phóng đạn và có thể thực hiện các cuộc tấn công liên tục vào những mục tiêu quan trọng. Iskander M có thể dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi và đánh chặn của đối phương, kể cả những tổ hợp chống tên lửa Patriot PAC-3 tối tân do Mỹ sản xuất và lao về phía mục tiêu với tốc độ cao. Chiến dịch cướp do Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Sitsky trực tiếp chỉ huy. Theo các nhà phân tích, có thể đây chỉ là khúc dạo đầu cho chiến trường phía Bắc của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nếu tướng Sitsky muốn giành chiến thắng, ông chỉ có thể sử dụng những chiến thuật bất ngờ hơn khi Ukraine đang ở thế yếu, có vẻ như viên tư lệnh này đã để mắt đến khu vực phía nam nước Nga ít nhất từ hơn một năm qua trước khi ra quyết định quan trọng này. Trong cuộc chiến này, một trong những chiến lược nổi bật nhất của Kiev trong thời gian gần đây là cuộc tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào Nga nhằm đưa cuộc xung đột vào sâu bên trong lãnh thổ Nga và tìm cách giành được thế chủ động. Tuy nhiên, chiến lược này dường như không đem lại kết quả như kỳ vọng trong khi đó Nga đáp trả mạnh mẽ trên mọi hướng, ngay cả nơi Ukraine không ngờ tới và khiến Ukraine ngày càng ngấm đòn. Trong các phát biểu công khai, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga là khiến cho người dân Nga cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến, giống như những gì mà người dân Ukraine đã phải chịu trong suốt hơn hai năm qua. Chiến dịch đột kích tỉnh Kursk cũng là một phần của chiến lược đó. Ngoài ra, Kiev hy vọng bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và các cơ sở quân sự, thì họ có thể tạo ra sự bất ổn trong nội bộ nước Nga, đồng thời làm suy yếu khả năng chiến đấu của Moscow. Trong loạt tấn công vào hôm 1 tháng 9 năm 2024, Ukraine phóng hơn 150 UAV vào các cơ sở lọc dầu và nhà máy điện trên khắp nước Nga, những mục tiêu mà Kiev thường xuyên nhắm tới trong những tháng gần đây. Theo các quan chức địa phương, hai nhà máy lọc dầu ở khu vực Moscow đã bị tấn công. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Zelensky đã công khai hơn khi nói về mong muốn tìm cách chấm dứt chiến sự. Hồi mùa hè, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông hy vọng sẽ chấm dứt giai đoạn nóng bỏng trong cuộc xung đột năm nay. Ông cũng nói về việc cần phải có sự tham gia của Nga trong hội nghị hòa bình tiếp theo về Ukraine sau thất bại của hội nghị ở Thụy Sĩ vào tháng 6. Cuộc thăm dò dư luận ở Nga cũng ghi nhận ngày càng có nhiều người ủng hộ đàm phán ngừng bắn với Nga. Nó cũng cho thấy họ thừa nhận rằng, sau hơn 2 năm rưỡi, Nga vẫn có thể đưa nhiều quân và thiết bị vũ khí vào chiến trường hơn và đang tiến sâu hơn trên các mặt trận. Trong đó, khả năng của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga vẫn phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây, vốn đang bước vào giai đoạn khó lường với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Các nhà phân tích cho rằng cuộc đột kích vào Kursk và các cuộc không kích sâu bên trong lãnh thổ Nga không chỉ thể hiện quyết tâm của Kiev trong việc tấn công nhằm giành lợi thế quân sự, mà còn củng cố vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Tuy nhiên, như mọi chiến lược khác, nó cũng đi kèm với những rủi ro và thách thức nhất định. Từ cuối năm 2023 đến nay, Ukraine đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, các cuộc tấn công này nhắm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các nhà máy lọc dầu ở khu vực Moscow, các nhà máy điện và nhiều mục tiêu khác trên khắp đất nước. Những cuộc tấn công này đã gây ra một số thiệt hại cho Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, khi nhiều cơ sở sản xuất dầu và điện của Moscow bị gián đoạn trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, những thiệt hại mà Ukraine gây ra cho Nga vẫn chưa đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến. Nga với khả năng quân sự mạnh hơn và nguồn lực dồi dào vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự quy mô lớn trên chiến trường Ukraine. Các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga dù có tác động nhất định nhưng không đủ để làm suy yếu đáng kể khả năng chiến đấu của Moscow. Một trong những hạn chế lớn nhất của chiến lược này đó là việc Nga có thể dễ dàng phục hồi sau các cuộc tấn công. Các cơ sở hạ tầng bị tấn công có thể nhanh chóng được khôi phục và khả năng quân sự của Nga không bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nữa những cuộc tấn công của ukraine vào lãnh thổ nga cũng không gây ra sự hoảng loạn hay bất ổn lớn trong xã hội nga tại các thành phố lớn như thủ đô moscow và st petersburg cuộc sống của người dân vẫn tiếp tục diễn ra bình thường không có sự hoảng loạn hay lo sợ đáng kể cũng như những lần trước lý giải về những thành công hạn chế của mình kiev lập luận nếu phương tây gỡ bỏ tất cả các hạn chế về sử dụng vũ khí trên đất nga thì có lẽ ukraine đã không phải tiến hành chiến dịch đột kích vào kurs trong một tuyên bố vào ngày 1 tháng 9 năm 2024, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu khác sẽ sớm cho phép Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, điều mà Kiev đã tìm kiếm trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, cho đến nay, cả Mỹ và châu Âu đều chưa đồng ý đề nghị của Ukraine do lo ngại nguy cơ mở rộng xung đột với một cường quốc hạt nhân tuy nhiên cuộc đột kích của ukraine có thể tác động tới cuộc chiến qua những thông điệp được gửi tới nato về việc xé bỏ hạn chế vũ khí gạt sang một bên cái gọi là lằn danh đỏ của nga nếu ukraine có thể chủ động tấn công và chiếm giữ lãnh thổ nga bằng các thiết bị do phương tây cung cấp mà không khiến nga leo thang thành xung đột với nato khi đó việc hạn chế kiev sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa của phương tây về cơ bản là vô nghĩa Thực tế, trong hơn 2 năm qua, Ukraine đã nhiều lần phá bỏ thành công sự do dự của các đồng minh về việc cung cấp vũ khí. Đầu tiên là pháo binh và xe tăng chiến đấu, sau đó là máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa như HIMARS và ATACMS. Cho đến tháng 5 năm 2024, việc sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào đất Nga vẫn bị coi là lằn danh đỏ đối với chính quyền Tổng thống Biden, do lo ngại căng thẳng leo thang. Sau đó, khi Nga đột kích vào Kharkov, phương Tây đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ, tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga. Trong cuộc đột kích, một lần nữa đưa phương Tây vào thế chấp nhận sự đã rồi bằng cách đưa thiết giáp phương Tây vào đất Nga. Xe bọc thép và xe tăng do Mỹ, Đức và Anh được nhìn thấy băng qua các con đường ở Kursk, trong khi tên lửa phương Tây đánh sập những cây cầu ở Kursk để ngăn chặn quân tiếp viện Nga. Cho đến nay, cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga dường như không làm thay đổi cục diện cuộc xung đột, theo hướng có lợi cho Ukraine. Nga không phải nằm im hoặc un un kéo binh lực từ miền đông Ukraine về bảo vệ vùng Kursk như Kiev hàng mong đợi, mà thay vào đó Nga tiếp tục tập kích các thành phố của Ukraine. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2024, Nga tấn công Kharkov ở miền bắc Ukraine bằng bom dẫn đường. Cuộc dội bom được tiến hành chỉ một ngày sau cuộc đột kích trung tâm mua sắm và khu phức hợp tại thành phố này, được cho là căn cứ quân sự của Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với Kharkov, quân đội Nga tiếp tục giành nhiều chiến thắng quan trọng và tiếp tục sốc tới ở miền đông Ukraine, tiến về trung tâm hậu cần quan trọng. Tổng thống Nga Putin vào hôm 2 tháng 9 năm 2024 cho biết các lực lượng Nga đang tiến công ở miền đông Ukraine nhanh chưa từng thấy so với những gì họ đã làm được trong một thời gian dài kiểm soát được vài km vuông mỗi ngày. Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu của Moscow là giành quyền kiểm soát hoàn toàn các khu vực chiến lược tại Ukraine, đặc biệt tại tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson mà Nga mới tuyên bố sát nhập. Để đạt được mục tiêu này, Nga đã triển khai một lực lượng quân sự lớn và liên tục tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột đã tăng cường khả năng liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine vì vậy đòn đánh vào học viện thông tin quân sự ở Poltava là một tổn thất rất lớn đối với Ukraine. Trên mọi hướng, tâm điểm giao tranh hiện tại đang tập trung vào khu vực chiến lược của Donetsk, nơi chiến trường được chia thành ba hướng chính và bảy hướng tác chiến cụ thể. Hướng chiến dịch phía bắc với ba mút làm trọng tâm chứng kiến các cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga vào thị trấn Chasuchya, đồng thời dọn sạch các khu vực ngoại vi của vòng cung Slavian các lực lượng Nga đã chiếm được Spiny và Ivano Darika, tạo lợi thế về địa hình và mở rộng chiến tuyến đầy mặt trận tiến sát server. Ở hướng trung tâm, quân đội Nga tập trung vào Goroka, chủ yếu tấn công Torres và New York. Các đợt tấn công đã mang lại những thành công đáng kể với các khu định cư chiến lược như New York và Jalin đã nằm trong sự kiểm soát của Nga. Hướng chiến dịch phía Nam hiện là quan trọng nhất đối với mặt trận Donetsk và Abjitka làm nòng cốt. Cuộc tấn công chủ yếu được phát triển dọc theo trục Azipka, Ocharetn, Pokrov. Sau khi chiếm được Ocharetn, Nga đã săn bằng các tuyến phòng thủ của Ukraine tiến gần Pokrov, nơi pháo binh tầm xa có thể vươn tới. Các bước tiến của Nga ở đây không chỉ đe dọa sâu sắc đến tuyến phòng ngự của Ukraine mà còn đặt ra một viễn cảnh khó khăn cho Kyiv khi phải đối mặt với sự bao vây trên nhiều mặt trận trong khi đó hướng chiến thuật phía tây của nga với trọng tâm là tiến công vào kranovoca đã gây áp lực lớn lên ba lữ đoàn ukraine đang bảo vệ thị trấn này và khu vực phía tây nam marinka sau nhiều tháng giao tranh ác liệt quân đội nga đã tiến sâu vào khu vực này chỉ còn cách dòng sông volcha một hàng rào tự nhiên cuối cùng trước khi có thể hoàn toàn kiểm soát kranovoca nếu nga vượt qua được chứng ngại vật này sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn trong việc bao vây lực lượng ukraine tại donetsk Mặt trận Japoroki, mặc dù hiện tại không có biến động lớn, nhưng vẫn ẩn chứa những rủi ro tiềm tàng sau cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine. Lực lượng Nga đã dần khôi phục các vị trí bị mất, đáng chú ý là việc chiếm lại làng Rutino. Nga đang huy động quân đội ở quy mô lớn hơn, đồng thời đặt các tuyến tiếp tế của Ukraine vào tầm ngắm của không quân và pháo binh. Điều này sẽ khiến Kiev khó có thể duy trì vị thế lâu dài trước khi tiến hành tấn công Kursk. Ý tưởng về việc Ukraine chia cắt lãnh thổ Nga hiện tại có vẻ là khó thực hiện vì Nga có lợi thế về quân số, khả năng tiếp tế bền bỉ cũng như các yếu tố khác liên quan tới việc mở rộng tiền tuyến. Và trong lúc chờ đợi phương Tây xem xét lại lần danh đỏ, Ukraine sẽ phải dựa vào chính mình. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 300 quân nhân và 12 thiết bị tại khu vực Kursk. Tổng cộng Kiev đã mất hơn 10.400 quân nhân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực này. Theo đó, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào các khu định cư Mavejka và Ogoka. Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công Boki, Komaroka và Majeka của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine đã bị tấn công gần các khu định cư như Apanasuka, Boki hay Novo-Vanoka ở Kursk. Trước đó, phóng viên chiến trường Yuri Kotenuk của Nga cho biết, thời gian gần đây Nga đã chiếm được một số làng mạc và thị trấn của Ukraine, trong đó thị trấn novo Novogorodoka, nơi có dân số khoảng 15.000 người trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Cũng trong ngày hôm qua, máy bay phản lực của Nga đã tấn công lực lượng dự bị và xe bọc thép của Ukraine tại 15 khu định cư ở Sumy. Trong 24 giờ qua, Ukraine mất tới 300 quân nhân và 12 xe bọc thép, bao gồm 2 xe bọc thép chở quân và 10 xe chiến đấu bọc thép. Hai khẩu pháo, một chạm radar và 14 chiến đấu cơ cũng bị phá hủy. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 10.400 quân, 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bọc thép, 74 xe bọc thép chở quân, 599 xe chiến đấu bọc thép, 76 khẩu pháo, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 19 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không. Ở chiều ngược lại, phía Ukraine cũng đồng thời tuyên bố đang kiểm soát hơn 100 khu định cư trên 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kurs sau một tháng giao tranh tại vùng biên giới Nga. Tuy nhiên, theo giới quan sát, dù Ukraine chiếm được một số khu định cư, nhưng đa phần đó là những ngôi làng nhỏ, với phần lớn dân số đã được đi sơ tán. Ngoài ra, Nga đã phá hủy được một phần lực lượng pháo binh của Ukraine, trong đó có ít nhất 3 hệ thống HIMARS, các khẩu đội tên lửa phòng không hạng nặng, khiến chiến dịch đột kích trở nên phức tạp hơn trong khi Ukraine đang đạt được những bước tiến ở tỉnh Kursk của Nga. Tháng trước, lực lượng Nga đã tăng cường tiến công vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Các báo cáo từ các phóng viên quân sự Nga và các nhà báo phương Tây chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã mất nhiều khu định cư trong những tuần gần đây. Phóng viên quân sự Yuri Kotenok cho biết, trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã kiểm soát một số khu vực, bao gồm thành phố Novogorodoka, nơi có dân số khoảng 15.000 người trước khi cuộc xung đột bắt đầu giao tranh hiện tập trung ở thành phố Torres và gần Selidovo. Nhìn chung, Ukraine đã mất hơn 400 km vuông chỉ trong tháng 8, nhiều hơn diện tích lãnh thổ mà lực lượng Nga đã giành được trong phần lớn năm 2023. Phóng viên Mikhail Vienchuk mô tả tình hình hiện nay là cuộc khủng hoảng tác chiến đối với lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời mô tả những bước tiến của quân đội Nga là đáng kể. Các phương tiện truyền thông phương Tây và các quan chức Ukraine đều thừa nhận những bước tiến của Nga tướng Oleksandr tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thừa nhận ưu thế về quân số của lực lượng Nga ở Donbass và mô tả tình hình là khó khăn. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga đã làm chậm tiến độ tiến công của quân đội Moscow ở Donbass. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị Tổng thống Nga Putin bác bỏ. Ông Putin tuyên bố hành động khiêu khích của Ukraine đã thất bại và những bước tiến của Nga đang được đo bằng km vuông. Trước tháng 8 năm nay, xung đột giữa Nga và Ukraine được coi như một cuộc chiến tiêu hao. Nga sẽ phát động các cuộc tấn công dọc theo nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến rộng lớn, thăm dò điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine phản công mạnh nhất có thể. Kịch bản này gợi nhớ đến chiến tranh chiến hào trong Thế chiến thứ nhất, nơi các trận chiến thường diễn ra để giành quyền kiểm soát các khu định cư không quan trọng. Mô hình này tồn tại trong một khoảng thời gian đáng kể, nhưng về lâu dài dường như không bền vững đối với Ukraine. Ukraine phải chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và vật lộn để bổ sung lực lượng, đồng thời chịu thiệt hại kinh tế nghiêm trọng trong quá trình này. Mặc dù Nga cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự, nhưng Ukraine, bên có nguồn lực yếu hơn, thường phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột kéo dài. Hơn nữa, nếu Moscow giáng một đòn quyết định, hậu quả có thể là thảm khốc đối với Ukraine, dẫn đến thương vong cao hơn. Do đó, giới lãnh đạo Ukraine, đặc biệt là tướng Sitsky, đã tìm kiếm một chiến lược để phá vỡ hiện trạng. Vào đầu tháng 8, Kiev đã thực hiện một động thái táo bạo và nhanh chóng. Trước đó, biên giới giữa Ukraine và Nga, từ Boryansk ở phía tây đến Bengorod ở phía đông, được coi là một khu vực xa xôi tách biệt khỏi cuộc xung đột chính. Các đội trinh sát và xung kích của Ukraine thỉnh thoảng vượt biên để đột kích vào lãnh thổ Nga và có những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, hạng nhẹ, lẻ tẻ, nhưng không có tác động đáng kể. Vào năm 2023, lần đầu tiên các lực lượng do Ukraine kiểm soát đã cố gắng thay đổi cục diện chiến sự bằng cách tấn công vào vùng bên của Nga, khu vực gần nhất với các cuộc giao tranh đang diễn ra. Tuy nhiên, cuộc đột kích của Kiev diễn ra hỗn loạn, thương vong lớn và phần lớn không thành công. Một nỗ lực tấn công lớn của Ukraine vào mùa xuân năm nay cũng thất bại. Các đơn vị cơ giới của Ukraine đã bị hỏa lực tên lửa và pháo binh Nga tấn công trước khi đến được tiền tuyến. Không bỏ cuộc, Bộ Chỉ huy Ukraine đã xem xét lại kế hoạch đưa xung đột đến lãnh thổ Nga, nhưng lần này với sự chuẩn bị tốt hơn nhiều. Mặc dù không thể rút ra mục tiêu thực sự của Ukraine khi tiến hành chiến dịch quân sự vào vùng Kursk của Nga từ các tuyên bố chính thức, nhưng có thể suy ra một số mục tiêu chính. Trước hết, Kiev tìm cách tạm thời ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Donbass và ổn định mặt trận miền đông Ukraine. Để đạt được điều này, Ukraine cần có tính toán chiến lược và ngay cả khi chỉ trong thời gian ngắn, việc củng cố mặt trận Donbass bằng nhiều lữ đoàn có thể dễ dàng bị lực lượng Nga nhắm tới và phản tác dụng. Các đơn vị mới có khả năng sẽ phải chịu chung số phận như những đơn vị trước đó. Do đó, Ukraine nhắm mục tiêu tấn công quân đội Nga tại một điểm yếu ngay ở biên giới Nga, buộc Moscow phải chuyển hướng nguồn lực của mình. Lý tưởng nhất là tránh xa Donbass. Thứ hai, việc kiểm soát lãnh thổ Nga sẽ giáng một đòn tâm lý mạnh vào công chúng Nga. Tướng Shishky tin rằng một cuộc tấn công thành công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể tác động sâu sắc đến dư luận trong nước Nga. Thứ ba, nhà máy điện hạt nhân Kurs nằm ở Kuchatov, đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Nếu Ukraine có thể chiếm được cơ sở này, họ sẽ nâng cao vị thế mặc cả của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai và có thể gây sức ép mạnh mẽ với Nga để đàm phán. Với nhà máy điện hạt nhân Japorichia ở phía Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, việc kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk có thể tạo cho Ukraine một đòn bẩy. Cuối cùng, trong việc kiểm soát vùng lãnh thổ đáng kể của Nga có thể đóng vai trò là tiền tệ quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào. Đây có thể là mục tiêu của Ukraine khi bắt đầu cuộc xâm nhập vào vùng Kursk. Một đội quân đáng kể đã được tập hợp cho chiến dịch này. Đáng chú ý không chỉ vì sức mạnh về số lượng mà còn vì chất lượng của đội quân. Lực lượng Ukraine bao gồm lữ đoàn tấn công đổ bộ đường 080 được bổ sung cùng lữ đoàn cơ giới 22 và 88, được trang bị một đội pháo binh mạnh mẽ và một loạt các thiết bị phương Tây, bao gồm các hệ thống HIMARS dẫn đường chính xác, nhiều loại xe bọc thép. Các đơn vị này hoàn toàn trái ngược với bộ binh Ukraine đang bị bao vây ở Donbass, nơi đã phải chịu đựng các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga. Kết quả là mặt trận Donbass trở thành ưu tiên thứ yếu đối với Kiev. Bộ Chỉ huy Ukraine chấp nhận thực tế rằng việc tăng viện cho chiến dịch Kursk sẽ phải trả giá bằng nhân lực và trang thiết bị ở chiến trường chính của cuộc xung đột. Trong suốt cuộc chiến, nhiều đơn vị Ukraine đã mất đi khả năng cơ động, thường thiếu xe tăng, xe bọc thép chở quân. Thay vào đó dựa vào xe dân sự và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, thay vì pháo binh truyền thống. Tướng Sitsky đã đánh cược lớn với hy vọng mang lại lợi thế khổng lồ cho Ukraine nếu thành công. Tuy nhiên, hậu quả đối với Donbass được cho là rất nghiêm trọng. Trong thời gian qua, quân đội Nga ít chú ý đến khu vực Kursk. Mặc dù các tướng lĩnh Nga nhận thức được điểm yếu của khu vực này, nhưng việc không xảy ra các trận chiến lớn ở đó trong suốt 2 năm qua đã khiến họ nghĩ rằng khu vực này vẫn an toàn. Biên giới chỉ được bảo vệ bởi các nhóm nhỏ lính nghĩa vụ và lính biên phòng, tạo ra một hàng phòng thủ yếu dọc theo biên giới rộng lớn. Hầu như không có lực lượng dự bị nào được bố trí phía sau các lực lượng này. Kết quả là cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu vào đêm ngày 6 tháng 8 đã diễn ra thành công. Quân đội Ukraine đã cố gắng giữ bí mật các hoạt động chuẩn bị, di chuyển hầu hết lực lượng của mình đến biên giới ngay trước cuộc tấn công, do đó khiến quân đội Nga bất ngờ. Sau đó, quân đội Ukraine đã cơ động nhanh chóng nhằm xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Các đơn vị cơ giới nhỏ trên xe bọc thép hàng nhẹ dẫn đầu cuộc tấn công, gây ra hỗn loạn và cho phép lực lượng Ukraine tiến nhanh vào Kursk. Nga đã đáp trả bằng cách triển khai lực lượng cơ động nhất gồm không quân, tên lửa chiến thuật và các đơn vị máy bay không người lái đến Kursk thách thức chính đối với quân đội Nga là tình trạng thiếu bộ binh. Nga đã rút các đơn vị khỏi các khu vực yên tĩnh hơn trên mặt trận Ukraine, nhưng phải mất thời gian để quân tiếp viện đến được chiến trường mới. Khu vực Donbass, một khu công nghiệp, là trọng tâm của các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Từ đầu năm tới nay, lực lượng Nga dần dần tiến từ ngôi làng này sang ngôi làng khác, kiểm soát các thị trấn nhà máy trên đường đi. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, cuộc tấn công của Nga đã tăng tốc hơn. Nga đã kiểm soát thị trấn nhỏ New York, một mục tiêu mà trước đây họ đã phải vật lộn để bảo vệ và đang tiến về Poros. Lực lượng Nga có thể sớm phát động một cuộc tấn công phối hợp vào Poros. Hiện tại, thành phố này đã bị phong tỏa, các doanh nghiệp đã đóng cửa và việc di chuyển ra khu vực này bị hạn chế nghiêm ngặt. Ukraine đang thiếu các tuyến phòng thủ đáng kể ở phía tây Selidovo và Torres. Về phía nam, quân đội nga đã phát động một cuộc tấn công vào sườn của ukraine gần kaluga. Chuỗi diễn biến này cho thấy rằng ukraine có thể bị bao vây hoặc buộc phải rút lui, có khả năng phải từ bỏ vũ khí hạng nặng trong quá trình này. Hai mũi xung kích nga bao vây uleda tiếp tục phát động đợt tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng ukraine. Hàng chục uav và tên lửa đã tấn công các mục tiêu tại lyov, odessa và novomoskovsk theo hướng Glyboki. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào các vị trí của Nga trong rừng. Tại Kupian, lực lượng Moscow đang phát triển vào khu rừng phía Tây Sinkika và phía Tây Pichisin. Hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra rất mạnh. Ở phía Tây Klitschika, quân đội Nga tiến thêm 3 km đến kênh đào và chiếm giữ các cứ điểm xung quanh. Tình hình cũng khá căng thẳng ở xung quanh Uleda và lực lượng Moscow liên tục tấn công các ngôi làng xung quanh hai mũi tấn công của Nga đang hình thành gọng kìm siết chặt vòng vây với lực lượng Kiev trong khu vực. Mất The Duba, lực lượng Ukraine ở Torek nguy cập. Lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát từ Duba và giành được chỗ đứng trong khu vực ngoại ô Nelepoka, mở toang hai cánh cửa thép để đột phá vào Torek. Quân đội Nga theo hướng Torek tiếp tục tấn công vào khu vực tập kết. Ở phía đông thành phố, họ không chỉ tấn công các tòa nhà cao tầng mà còn tấn công nhiều nơi khác cũng như bãi thải của mỏ Novaya. Các tòa nhà của mỏ đã bị lực lượng Moscow chiếm giữ, ngoài ra họ tiếp tục tiến dọc theo phố trung tâm về phía trường số 1. Từ New York, các chiến binh Nga đã có thể tiến đến vùng ngoại ô Nelepoka và giành được chỗ đứng trong khu vực đường Grusaki. Lực lượng Moscow đã đạt được thành công không kém khi kiểm soát tiểu khu Deruba. Như vậy, họ không chỉ đánh sập hai cánh cửa thép để tấn công vào Torek mà còn mở đường tiến vào thành phố Kotantinoka lân cận và không kém phần quan trọng. Ngoài ra, quân đội Nga giờ đây có thể tấn công vào sườn của đối phương đang đứng trên bờ Tây, kênh Svaki Donetsk và Donbass. Nga phản công đầy lưu lực lượng Ukraine. Lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Kiev đã tấn công các vùng Kursk, và Bekodot bằng UAV, trong khi một UAV khác đã bị bắn hạ trên bầu trời vùng Gomin ở Bekodot. Trên hướng Solobosansky, có những trận chiến tại khu vực Hiliboki, nơi các đội hình AFU đã thực hiện cuộc tấn công bằng một đoàn xe bọc thép vào tuyến phòng ngự của lực lượng Moscow trong khu vực rừng. Tại Pokov, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn trên khu vực ngoại ô phía đông Selidovo và quân đội Nga đang tấn công vào các mục tiêu của đối phương tại thành phố. Theo hướng Bakhmut, lực lượng Moscow đã tiến đến vùng ngoại ô của kênh đảo Donbass từ phía Glitschka. Ở Nam Donetsk, quân đội Nga đang tập trung tại Vodetika chuẩn bị cho một cuộc tấn công hướng tới Zolota-Niva. Tại vùng Sami, đoàn tấn công trực tiếp đã phá hủy một phiên bản cải tiến pháo lực BM-21 của Séc khi nó đang pháo kích các khu định cư trong khu vực biên giới Nga. Hệ thống này đã bị phá hủy do đạn dược của nó phát nổ cùng với kíp lái. Tại vùng Kursk, lực lượng Moscow đang đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương trên các tuyến đường tiếp cận Korenevo cũng như gần với Ruskojy đồng thời việc chấn giữ các khu định cư đã chiếm được trước đó ngày càng trở nên tốn kém đối với afu về mặt nhân lực và thiết bị tại quận korenevo ukraine không ngừng nỗ lực đột phá dọc theo đường cao tốc hướng tới thị trấn korenekovo các cuộc tấn công của họ đang bị chặn lại nhiều xe bọc thép của afu bị phá hủy khi đang tiến đến khu định cư một số cuộc tấn công của kiev đã bị đẩy lùi ở khu vực matejica và ohoka tại quận studia Cấu hình của tuyến đầu tại khu vực Kamistaka đã được làm rõ, pháo binh Nga tập kích hỏa lực vào cứ điểm đối phương trong vành đai rừng. Giao tranh đang diễn ra tại phía nam Marijeka. Khu vực này hiện do AFU kiểm soát. Nhiều trận tấn công dữ dội, trong đó xe tăng Nga giao chiến với các vị trí của đối phương. Bộ Tổng tham mưu Ukraine có 151 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. Báo cáo tối mùng 5 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã xảy ra 151 cuộc giao tranh trên mặt trận trong vòng 24 giờ qua. Tình hình nóng nhất vẫn là hướng Vorov đối phương cũng đang hoạt động ở hướng Kudakovsky. Báo cáo có đoạn, Nga đã thực hiện 58 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine thả 66 bom KB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 572 UAV và thực hiện hơn 2.800 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương tại Kharkov, Kupian, Limen, Soversky, Kramatov, Todesk, Podolsky, Kudakovsky, Vemovsky. Theo ướng Odekhov, một cuộc tấn công của Nga đã bị chặn lại gần với Robotino, trong khi tại Dnipro, đối phương phải chịu thất bại trong cả ba đợt tấn công. Ukraine khôi phục lại ba địa điểm trong khu vực Donetsk, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ đã khôi phục lại vị trí ở New York, Lipo, Boca và gần với Lipsky trong khu vực Donetsk. Báo cáo cũng xác nhận đối phương đã có những bước tiến. Podok, 6 ngày qua, Nga không tiến được một mét nào. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Alexander Zhinky trong cuộc phỏng vấn cho biết quân đội Ukraine đã ngăn chặn được quân Nga trên hướng Podok nóng nhất. Tướng Zhinky nói, trong sáu ngày qua, đối phương không tiến được một mét nào theo hướng Podok, nghĩa là chiến lược của chúng ta đang phát huy tác dụng. Theo Tổng tư lệnh, chiến dịch Kursk đã giúp ích cho việc này. Quân đội Ukraine đã tước đi cơ hội cơ động và triển khai quân tiếp viện của Moscow từ các hướng khác. Số lượng các cuộc tấn công bằng pháo binh cũng giảm. Ông Shuky cho biết, Nga đã điều động hàng chục nghìn quân đến khu vực Kursk, bao gồm cả lực lượng tấn công đường không tinh nhuệ nhất ông zelensky thảo luận gói viện trợ mới với tổng thống pháp macron tổng thống ukraine zelensky đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp macron của pháp ông cho biết một cuộc điện đàm dài và có ý nghĩa với macron chúc mừng ông về việc bổ nhiệm thủ tướng mới tổng thống pháp đã bày tỏ lời chia buồn liên quan đến các cuộc không kích của nga vào potava và các thành phố khu định cư khác vào đêm trước cuộc họp của nhóm liên lạc theo định dạng Ramstein, chúng tôi đã thảo luận về việc tiếp tục hợp tác quốc phòng, chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới thủ pháp cũng như khả năng sản xuất chung một số loại vũ khí. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, chúng tôi rất cần sự cho phép của các đối tác để tấn công vào những sân bay, nơi chiến đấu cơ mang bom KB và tên lửa cất cánh. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng vào sự đoàn kết của các đồng minh về vấn đề này, Tổng thống Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo với ông Biden về các nhu cầu chính của Kiev, bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, xe bọc thép và pháo binh. Hai tổng thống đã nhất trí về các cuộc tiếp xúc tiếp theo, đặc biệt là về việc thực hiện thỏa thuận an ninh song phương và cơ chế chung của Hiệp ước An ninh Ukraine. Anh cung cấp cho Ukraine 650 tên lửa phòng không, Bộ Quốc phòng Anh cho biết London sẽ cung cấp 650 tên lửa đa năng hạng nhẹ cho Kiev theo hợp đồng trị giá 162 triệu bảng Anh để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Theo tuyên bố, khoản viện trợ này là một phần trong các cam kết của chính phủ mới đối với Ukraine. Gói hỗ trợ phòng công sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng John Haley công bố tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Mỹ tại Damtin, Đức. Kiev liên tiếp nhận tin dữ sau thảm kịch Poltava. Tình báo Nga đã rất ngạc nhiên khi Bộ Chỉ huy Ukraine không rút ra được bài học nào từ hậu quả của việc tập kết lượng lớn binh sĩ. Sau cuộc tấn công vào trung tâm huấn luyện liên lạc của Ukraine tại Poltava khiến hơn 50 người thiệt mạng, Nga đang tiếp tục triển khai chiến thuật tấn công vào điểm tập kết đông binh sĩ khiến Kiev liên tiếp nhận tin xấu chỉ trong vài ngày. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công tên lửa của Nga gần làng Novichebasi, tỉnh Sumy đã khiến 80 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Sau khi máy bay trinh sát Nga phát hiện điểm tập kết đông các phương tiện và binh lính Ukraine, một cuộc tấn công bằng tên lửa ngay lập tức được phát động. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, kết quả là Ukraine không chỉ thiệt hại 80 binh sĩ mà còn mất 7 xe chở hàng, 4 xe bọc thép cùng 9 xe vượt địa hình. Các cuộc trinh sát tăng cường của Nga cho thấy quân đội Ukraine sau đó đã huy động phương tiện đưa các binh sĩ Ukraine thiệt mạng ra khỏi địa điểm xảy ra vụ tấn công. Quân đội nga đã bắn tên lửa phá hủy sở chỉ huy của Ukraine trong một bong ke ở vùng ngoại ô vùng Zhytomyr. Thông tin sơ bộ cho biết 25 chỉ huy Ukraine đã thiệt mạng. Nhiều thành viên khác trong lực lượng vũ trang Ukraine làm nhiệm vụ thường trực tại bong ke cũng chịu chung số phận. Liên quan tới cuộc tấn công của nga vào Poltava, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh cho quân đội của họ đẩy mạnh tấn công vào lãnh thổ nga ông Zelensky đã triệu tập tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky và yêu cầu sử dụng vũ khí tầm xa để tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga. Mục tiêu của mệnh lệnh này là củng cố niềm tin của người dân Ukraine và quân đội, đồng thời chứng minh với các đồng minh của Ukraine rằng Kiev có đủ lực lượng để đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào. Nga đã sẵn sàng để ứng phó, Bộ Tư lệnh của Nga đã nắm được thông tin và chuẩn bị cho tất cả các tình huống. Hiện ở các vùng biên giới Kursk, Bengorod và Boryansk của Nga không có nhiều trường quân sự, chủ yếu là trung tâm đào tạo. Tuy nhiên, các trung tâm này đang được bảo vệ chặt chẽ từ trên không. Tờ Kiev Independent đưa tin rằng, theo tướng Oleksandr Shetsky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Kiev đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Nga bằng cách đưa xung đột vào lãnh thổ Nga, giảm thiểu mối đe dọa và hạn chế khả năng hành động của Nga. Ông Sitsky nói thêm, hoạt động ở Kursk nhằm ngăn chặn Nga sử dụng nơi này làm bệ phóng tấn công, chuyển hướng các lực lượng Nga, cũng như tạo ra một khu vực an ninh để bảo vệ dân thường Ukraine. Tướng Ukraine nhấn mạnh, do Moscow phải điều động số lượng đáng kể binh sĩ tới bảo vệ Kursk, nên những bước tiến của Nga ở Poros đã bị chậm lại. Khu vực Poros đang là nơi xảy ra giao tranh ác liệt trong vài tháng giữa quân đội Nga và Ukraine. Đây cũng là tâm điểm trong cuộc tấn công của Nga vào vùng Donetsk ở Ukraine. Thị trấn này còn là trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine. Trước khi giao tranh bùng nổ, Poros là nơi sinh sống của khoảng 80.000 người. Tổng thống Putin cảnh báo hành động tấn công của Ukraine vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, ông Putin đã bình luận về việc Moscow cáo buộc Ukraine tấn công thường xuyên vào các nhà máy điện hạt nhân Japoritsha và Kursk. Cả hai cơ sở nằm cách tiền tuyến không xa. Đó là những hành động khủng bố vô cùng nguy hiểm. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đáp trả tương tự. Điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ khu vực châu Âu? Hãng tin trích dẫn lời ông Putin. Ukraine đang vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân, trong đó có một nhà máy ở phía Nam và hai nhà máy ở phía Tây đất nước. Vào những ngày đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Japorizhia. Đây cũng là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Sau đó, vùng Japoritsha ở Ukraine đã sát nhập vào lãnh thổ Nga. Do tiền tuyến nằm cách không xa nhà máy Japoritsha, Moscow và Kiev đã nhiều lần cáo buộc nhau tấn công cơ sở này. Tình hình an ninh tại nhà máy đang được phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA giám sát. Trong khi đó, những lo ngại về mức độ an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk đã xuất hiện vào đầu tháng 8, khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn vào lãnh thổ Nga. Theo Tổng thống Putin, Kiev đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào nhà máy Kursk, được cho là có sự tham gia của máy bay không người lái UAV. Phó đặc phái viên Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polesky đã cảnh báo rằng, sự miễn cưỡng của phương Tây trong việc kiềm chế Kiev có thể gây ra một sự cố hạt nhân với hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu.